Hello các bạn, bây giờ em mình sẽ vẽ hai cái bông cho cô khách nè. Em mình sơn xong em mình sẽ dùng cái treo nè, treo đặc 99 hiệu này ha. Bây giờ em mình sẽ chấm cái nhị hoa trước, em mình chấm ba cái nhị hoa màu đen trước. Em mình sẽ cho hơn một tí xíu, tại vì cái này nó bằng treo. Em mình muốn chấm nhị đen bằng cái này cho cái nhị nó cộm lên đó các bạn. Các bạn có thể dùng bất cứ màu đen nào cũng được ha. Rồi bây giờ ở đây cũng vậy, em mình chấm ba cái. Rồi mình đã xong. Rồi hơi tí xíu nè các bạn ơi. À, bây giờ em mình sẽ dùng cái màu trắng thường thôi. Em mình vẽ cái bông đơn giản cái màu trắng thường thôi. Như cái hoa đê xì á nha các bạn. Mình chưa rung mà cái cô khách này có rung nè. Bạn thấy em rất là đơn giản luôn. Cực đơn giản. Các bạn biết những cái bông này nè, mình cũng không cần xay cho nó đều nữa. Đây. Mình sẽ xay cái hướng này ra trước đi. Em quên em chia sẻ các bạn là tại em muốn cái đầu cọ nó bắt vô trong thì cho cánh bông nó nhọn các bạn. Còn mắt bạn muốn đầu cọ từ trong, từ cái nhĩ bắt ra ngoài á thì cái cánh bông nó bầu. Mày lộn tay nữa đó. Sao mình vẽ nó chồng lên nhau không có sao nha các bạn. Nó lại mì ra hai cái rồi. Em mình sẽ đi cái thứ ba nè. Bạn thấy rất là đơn giản luôn. Sorry các bạn nha, em mì trở tay. Không biết các bạn có thấy hay là không. Em mình cỡ qua bên đây thì nó thuận hơn, sợ các bạn không thấy. Đó. Các bạn thấy bông của em mình chưa? Rất là đơn giản. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi tí xíu, em mình vẽ bên đây. Nè, các bạn coi là em mình lấy từ ở trong rồi mình lấy vô, các bạn thấy không? Giờ cánh nó nhọn nè, mình lấy từ dày lấy vô nè. Giờ cánh nó nhọn rồi mình lấy từ dày lấy ra, các bạn thấy không? Giờ cánh nó bầu. Các bạn mà hiểu cái ý em mình muốn nói không? Nói nhưng mà em mình muốn cái nhọn ra ngoài. Thì mình lấy từ ngoài lấy vô. Rồi cái cánh nó sẽ nhọn. Nhưng mà cái này cũng do cái lấy nước sơn của mình đặt hay lỏng đó nha các bạn. Nhưng mà mình vẽ tương đối thôi, không cần đều quá. Nếu mà đều được thì quá quá là đẹp rồi. Sorry các bạn. Put down this yet. Cô khách này có rung còn hơn mình rung nữa. Cái này thì mình chịu cực rửa tay một chút xíu nha các bạn. Em mình phải đập cho nước sơn em mình lên tí nè. Tại mình có cái hơi gió nó khô quá. Các bạn thấy mình đập là nó lỏng ra rồi.
Cô khách này cô rung thấy thương luôn không? Rồi. Cái mì đã mất cái nhị đó thì heo, lát cái mì chấm lại tí xíu không sao ạ. Ok. Có nhiều cái bông mây này dẻ bị chán cái tay đó các bạn. Đó. Em mì đã xong cái bông rồi. Bây giờ em mì sẽ chấm một tí xíu lại nè. Lúc mình vẽ trong khi mình đụng cái nhị đó, cái nhị mình chấm trước để mình lấy cái tâm điểm mình vẽ cái hoa đó nha các bạn. Đó. Là em mì đã xong cái hoa bên đây. Bây giờ em mì cho hơi đèn. Rồi bây giờ em mì chỉ apply thớt khấu lên là em mì đã xong nha các bạn. Là vẽ cái hoa này các bạn cũng có hai cái cách để mình vẽ, là mình có thể bắt cái cánh hoa từ ngoài vô trong cái nhị, hoặc là mình có thể dùng cây cọ bắt cái cánh hoa từ trong cái nhị nó ra cái bên ngoài, từ trong nhị nó ra bên ngoài thì cái cánh ở ngoài nó bầu tròn, còn từ ngoài vô trong nhị thì cái cánh nó cái nhọn nè các bạn thấy không, trên cái ngón tay em mì nè nó có sự khác biệt tùy theo mình thôi. Now, do you have designs like you're doing right now to show people if they want to see any? Ok các bạn, bây giờ em mì That's xin nice. cô khách em mì nói chuyện, bây giờ em mì xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.